Bruno Fernandes có hành động ăn gian để giúp MU ghi bàn vào lưới West Ham nhưng không thể qua được mắt của trọng tài. Tình huống diễn ra trong những phút bù giờ trận MU và West Ham tại Carabao Cup 2021-2022. Sau khi trận đấu gián đoạn, trọng tài đưa bóng cho các cầu thủ West Ham tiếp tục trận đấu. Nhưng khi trọng tài vừa thả bóng xuống, Bruno Fernandes lập tức cướp bóng rồi chạy thẳng đến khung thành thủ môn Nick Pope trước khi dứt điểm vào lưới. Tuy nhiên, tình huống ăn gian của cầu thủ người Bồ Đào Nha không được trọng tài công nhận bất chấp việc anh đã ra sức giải thích. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Kể từ khi công nghệ VAR ra đời, những pha bóng tiểu xảo hay gian lận đã không còn đất diễn. Tuy nhiên, quay lại trước thời kỳ đó, rất nhiều pha bóng ăn gian của các cầu thủ đã qua mắt được trọng tài, dù nó cũng cực kỳ rõ ràng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đi tìm những màn gian lận trên sân cỏ khiến người xem bức xúc nhé! Mặc dù là một tài năng lớn của bóng đá thế giới, tuy nhiên rất nhiều lần Neymar đã bị chỉ trích bởi thói quen ăn vạ vô lối của mình. Trong pha quay chậm, có thể thấy cú xoạc bóng của hậu vệ đối phương hoàn toàn chưa chạm vào chân của tiền đạo người Brazil. Tuy nhiên, nhờ một động tác ngã rất đẹp, Neymar vẫn qua mắt được trọng tài và mang về cho Barca một quả 11m. Có lẽ không một người hâm mộ Premier League lâu năm nào lại không nhớ đến màn diễn kịch kinh điển này của David Luiz. Sau pha tranh chấp với Rafael ở sát đường biên, trung vệ của Chelsea đã ngay lập tức nằm sân và tỏ ra vô cùng đau đớn. Thế nhưng khi mà trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với Rafael, ống kính máy quay lại cho thấy Luiz thực tế là đang rất hả hê với màn kịch của mình. Không phải là một thủ môn hàng đầu, thế nhưng Martin Hitt từng rất nổi tiếng với pha gian lận thông minh trong tình huống bị phạt penalty. Tranh thủ lúc đồng đội vẫn đang phân trần với trọng tài, thủ thành người Thụy Sĩ đã cố tình dùng chân dẫm nát cỏ ở chỗ đặt bóng. Kết quả, tiền đạo của Cologne thực sự đã trượt chân và sút hỏng quả 11m chính vì sự tinh quái của anh chàng thủ môn này. Mặc dù là người bị đuổi khỏi sân, thế nhưng Luis Suarez lại trở thành người hùng của cả đất nước Uruguay nhờ tình huống này. Phút thứ 120 trận tứ kết World Cup 2010, cựu tiền đạo Barca cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm để cản bóng, khiến đội nhà phải chịu 11m và chơi thiếu người. Tuy nhiên, chính Asamoah Gyan sau đó lại sút trượt penalty giúp cho Uruguay thoát thua ở phút cuối. Không chỉ được gọi là tiểu Maradona, Messi cũng đã từng ghi một bàn thắng theo kiểu bàn tay của chúa cực kỳ nổi tiếng của cậu bé vàng. Sau pha tạt bóng của đồng đội, Mbunga nhảy lên đánh đầu nhưng đã cố tình dùng tay để đẩy trái bóng vào trong khung thành. Kết quả, mặc kệ sự phản ứng gay gắt của cầu thủ Espanyol, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng gian lận này của M10.
cũng được coi là tiểu Henry. Thế nhưng tình huống ăn gian này của Mbappe đã không thể thành công khi mà công nghệ VAR đã ra đời. Cụ thể, sau pha đánh đầu của Thiago Silva, sau mai người Pháp đã cố tình dùng tay để đẩy bóng vào lưới. Đương nhiên sau đó VAR đã vào cuộc, bàn thắng không được công nhận, còn Mbappe phải nhận thẻ vàng vì lỗi dùng tay chơi bóng. Chơi rất hay ở World Cup 2014, thế nhưng Robben đã bị lên án kịch liệt vì màn ăn vạ này. Phút 90+2 ở trận gặp Mexico, chân sút 37 tuổi đã có pha ngã vờ rất khéo sau sự truy cản của Rafael Marquez trong vòng cấm và kiếm về một quả penalty cho Hà Lan. Đáng nói, ở góc máy quay chậm cho thấy đội trưởng của Mexico không hề tác động đến Robben và quy định của trọng tài là sai lầm. Real dưới thời Mourinho luôn chơi rất rác trong các trận El Clasico và đây cũng chính là lý do khiến trọng tài thường nặng tay hơn với họ. Nếu quan sát không kỹ, đây hoàn toàn là một pha bóng triệt hạ của Pepe dành cho Dani Alves và thẻ đỏ là hoàn toàn chính xác. Thế nhưng theo pha quay chậm sau đó, người diễn kịch mới là Alves và Pepe hoàn toàn chưa va chạm với hậu vệ của Barca. Từng rất nổi tiếng với màn bắt pen thần sầu ở World Cup 2014. Thế nhưng hóa ra team crew cũng có bí kíp riêng để trở thành người hùng. Cụ thể, camera đã soi ra được trên chai nước của thủ thành người Hà Lan có ghi những thói quen sút pen của những cầu thủ đối phương. Và điều này thực sự hiệu nghiệm khi team crew đã đoán trúng hướng và cản phá 3 trên 5 cú sút bên phía Tottenham. Không chỉ là một pha gian lận thông thường, bàn thắng ma này của Henry đã khiến cho bóng đá thế giới thực sự chao đảo khi nó quyết định đến tấm vé dự World Cup. Phút thứ 103 ở trận playoff gặp Ireland, Henry đã dùng tay để đỡ bóng và truyền nó cho Gunners đánh đầu ghi bàn. Kết cục bàn thắng sau đó được công nhận và Ireland đã đánh mất cơ hội dự World Cup chỉ vì một pha bóng ma. Có lẽ sẽ có không ít thủ thành bắt chước theo kiểu pha ăn vạ cực kỳ hài hước nhưng cũng không kém phần hiệu quả này. Cụ thể, trong khi chuẩn bị phát bóng lên, anh chàng thủ môn này đã tự làm mình vấp chân và nằm ra sân giống như bị chấn thương. Đương nhiên trọng tài sau đó phải dừng trận đấu khi đội bóng không thể thi đấu mà không có người gác đền trên sân. Cũng là một pha câu giờ của thủ môn, nhưng cách mà Jens Lehmann thực hiện lại không thành công cho lắm. Thủ thành huyền thoại của Arsenal lần này lại cố tình ném bóng vào biển quảng cáo, khiến nó bật ra ngoài nhằm câu thêm một chút thời gian. Tuy nhiên hành động này không qua mắt được trọng tài và Lehmann lại phải nhận thêm một chiếc thẻ vàng vì tội câu giờ. Rõ ràng việc công nghệ VAR ra đời là hoàn toàn hợp lý, phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!